Xin kính chào quý vị và bà con. Lực lượng kiểm ngư đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thực thi pháp luật về thủy sản trên các vùng biển của Việt Nam, đặc biệt là tuần tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý các vi phạm. Tuy nhiên hiện nay, tổ chức bộ máy của lực lượng kiểm ngư còn thiếu thống nhất từ trung ương đến địa phương. Nhiều địa phương có biển chưa thể tổ chức được lực lượng kiểm ngư chuyên trách, dẫn đến khó khăn trong công tác hoạt động. Vậy làm thế nào để hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa lực lượng kiểm ngư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, điều kiện và năng lực để thực thi pháp luật về thủy sản trên biển? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng mời đến trường quay một vị khách mời. Xin giới thiệu ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư. Vâng, xin kính chào khán giả báo nông nghiệp Việt Nam. Cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi đi vào nội dung chính của buổi tọa đàm ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng đón xem một phóng sự do chúng tôi thực hiện. Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Thủy sản cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Tổng cục, của lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và sự phối hợp của các địa phương, hoạt động chuyên môn của lực lượng kiểm ngư được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Nhiều năm qua, Chi cục Kiểm ngư vùng 1 thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ ngư dân trong vươn khơi bám biển. Đặc biệt, các biên đội tàu của Chi cục Kiểm ngư vùng 1 thường xuyên tăng cường sự có mặt của lực lượng kiểm ngư trên biển, kiểm tra kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản trên biển nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, với mục tiêu cùng ngư dân gỡ thẻ vàng IUU. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, ngành kiểm ngư cũng đang gặp không ít khó khăn. Việt Nam có nhiều vùng biển giáp danh chồng lấn với các nước trong khu vực đang tiến hành đàm phán, phân định nên khó khăn trong việc tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân phạm vi khai thác trên biển. Tuy nhiên, hiện nay lực lượng kiểm ngư vẫn còn mỏng và chưa đảm bảo được quân số trên các tàu. Chế độ chính sách cho lực lượng kiểm ngư vẫn còn nhiều bất cập. Trước năm 2020, thì lực lượng kiểm ngư được hưởng một số chế độ chính sách ưu đãi trên biển. Nhưng sau khi Nghị định 26 ra đời và Nghị định 12 đã bác bỏ một số cái chế độ tiêu chuẩn trong Nghị định 26, nên rất khó khăn cho lực lượng kiểm ngư. Cái tình hình hiện tại lực lượng kiểm ngư đang thiếu rất nhiều về đội ngũ thuyền viên, và chính vì thế nên cái hoạt động là để hoạt động được thì phải luôn luôn thay đổi người từ tàu nọ sang tàu kia, nên rất khó khăn trong vấn đề quản lý và tiến hành công tác tuần tra kiểm tra soát. Lực lượng kiểm ngư hoạt động hơn 8 năm cũng đã thực thi tốt các cái nhiệm vụ đảng nhà nước giao. Tuy nhiên, để đáp ứng cái nhu cầu cũng như cái định hướng phát triển của ngành thủy sản cũng như tình hình trên Biển Đông trong giai đoạn mới, thì Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng cục Thủy sản xây dựng cái đề án phát triển tổng thể lực lượng kiểm ngư đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050. Thì trong đó cái nhiệm vụ trọng tâm là sẽ phải từng bước hiện đại hóa lực lượng kiểm ngư, kiện toàn tổ chức bộ máy từ trung ương xuống địa phương để thực thi pháp luật thủy sản trên tất cả các vùng biển, vùng bờ, vùng lộng, vùng khơi, và trong đó là sẽ trang thiết bị hiện đại trong quá trình chỉ đạo điều hành hoạt động kiểm ngư với tất cả các cái vùng kiểm ngư vùng cũng như là kiểm ngư tỉnh, thành phố có biển. Những khó khăn, thách thức trên đòi hỏi phải có một chương trình, đề án tổng thể phát triển lực lượng kiểm ngư để đảm bảo các điều kiện đáp ứng nhiệm vụ được giao, nhất là kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan kiểm ngư, các chi cục kiểm ngư vùng, các chi đội kiểm ngư và các trạm kiểm ngư, thúc đẩy thành lập hệ thống kiểm ngư địa phương. Vâng, trở lại nội dung chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên, xin ông Nguyễn Phú Quốc có thể chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng kiểm ngư để độc giả của báo Nông nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn ạ. Thứ nhất là lực lượng kiểm ngư là lực lượng chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển. Thì trong thời gian qua thì lực lượng kiểm ngư đã thực hiện rất là tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là đối với Chi cục Kiểm ngư vùng 1 thì được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ở khu vực Vịnh Bắc Bộ là có phạm vi tương đối rộng lớn, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị và có bờ biển giáp với Trung Quốc. Lực lượng kiểm ngư vùng 5 thì được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Đây là một cái ngư trường rất là trọng điểm, có nhiều tàu của các tỉnh thường xuyên vi phạm ở vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản. Thì đối với hai chi cục kiểm ngư vùng giữa vùng 1 và vùng 5 thì đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao và đã góp phần khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách bền vững.
Vậy thưa ông, hiện nay lực lượng kiểm ngư thì đã được trang bị những cái phương tiện kỹ thuật gì để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và phát hiện các cái vi phạm trên vùng biển Việt Nam, và những cái trang bị này thì đã đủ điều kiện để mà lực lượng kiểm ngư tác nghiệp hay chưa? Thì lực lượng kiểm ngư thì đã được trang bị về cơ bản đồng bộ. Thứ nhất là các tàu kiểm ngư thì tương đối là lớn, đủ điều kiện đi biển dài ngày trên biển, có thể là kéo ngày trên biển từ 20 đến 25 ngày trên một chuyến biển. Ngoài phương tiện tàu thuyền kiểm ngư thì được trang bị cả công cụ hỗ trợ, vũ khí quân dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Và với chức năng nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức hiện nay của kiểm ngư thì về cơ bản đã đáp ứng được cái nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên trong thời gian tới thì cũng phải cần phát triển về nâng cao năng lực cho lực lượng cán bộ kiểm ngư trong công tác tuần tra, kiểm soát cũng như xử lý vi phạm hành chính trên biển. Và đặc biệt thì đối với cái trình độ nhận thức về liên quan đến các cái luật pháp quốc tế cũng như kỹ năng đi biển thì cần phải phối hợp với các nước phát triển về lực lượng kiểm ngư để chúng ta có chức năng đào tạo tốt hơn cho kiểm ngư của Việt Nam. Cùng với việc mà hiện đại hóa những cái khoa học kỹ thuật của lực lượng kiểm ngư thì lực lượng kiểm ngư hiện nay cũng đang được quản lý cái hệ thống thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Vậy thì những cái hệ thống này hiện nay được vận hành và xử lý thông tin như thế nào? Hệ thống VMS, hệ thống quản lý tàu cá thì đang được giao cho Tổng cục Thủy sản quản lý. Và Tổng cục Thủy sản là cơ quan quản lý chuyên môn về thủy sản cũng như là cơ quan chỉ đạo sản xuất đối với ngành thủy sản. Thì hiện tại đang được giao cho Trung tâm Thông tin Thủy sản, là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc vận hành cái hệ thống VMS này. Và trong thời gian vừa qua thì cái hệ thống VMS này chúng tôi đã sử dụng rất là hiệu quả. Thứ nhất là qua hệ thống VMS có thể phát hiện được cái tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên là vi phạm vùng biển nước ngoài hay không, hoặc là khai thác có đúng vùng tuyến hay không. Thì từ cái theo dõi màn hình này thì chúng tôi sẽ thông báo cho địa phương và thông báo đến cho chủ tàu, thuyền trưởng để có khắc phục cái hiện trạng cũng như vùng tuyến mà mình đang khai thác ở trên biển cho nó đúng phạm vi. Ngoài cái công tác hướng dẫn khai thác trên biển thì qua hệ thống VMS này cũng là hỗ trợ trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Mỗi mùa mưa bão đến hoặc là trước cơn bão thì chúng tôi đều sử dụng cái hệ thống VMS này để trao đổi và kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. Vâng, thưa ông Quốc, vậy thì với cái hai chi cục kiểm ngư trực thuộc Cục Kiểm ngư thì hiện nay là cái lực lượng kiểm ngư và cái hệ thống tàu tuần tra thì đã bao quát được hết các cái vùng biển của Việt Nam hay chưa? Về cơ bản thì ngoài hai chi cục kiểm ngư vùng 1 và vùng 5 thì chúng tôi còn có chi đội kiểm ngư số 2, số 3, số 4. Về cơ bản thì tất cả các tàu này thì đều đã tuần tra phủ tương đối kín ở vùng biển của Việt Nam. Thì đối với chi cục kiểm ngư vùng 1 thì như tôi đã trao đổi ban đầu thì hiện nay có 5 tàu thường xuyên tuần tra kiểm soát ở vùng khơi Vịnh Bắc Bộ, ở đường phân định, phía tây đường phân định của Việt Nam. Các chi đội số 2, số 3, số 4 thì tuần tra kiểm soát ở vùng biển giữa ngư trường giữa Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và ngư trường khác. Và chi cục kiểm ngư số 5, vùng 5 thì tuần tra ở khu vực Cà Mau, Kiên Giang. Về cơ bản thì đã đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên thì với cái nguồn kinh phí cũng tương đối hạn hẹp và thời gian tàu nằm bờ thì cũng tương đối nhiều, nên trong thời gian tới thì cũng cần phải bổ sung nguồn lực cũng như nhân lực để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện nay cái hệ thống tổ chức bộ máy của lực lượng kiểm ngư thì vẫn chưa thống nhất từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt là hiện nay mới chỉ có 8 trên tổng số 28 tỉnh thành ven biển tổ chức được lực lượng kiểm ngư chuyên trách. Vậy thì trong thời gian tới thì cũng cần phải đẩy mạnh cái phát triển cái lực lượng kiểm ngư, đặc biệt là kiểm ngư địa phương để làm tốt cái nhiệm vụ được giao hay không? Thì hiện nay đối với lực lượng kiểm ngư trung ương thì có cục kiểm ngư đóng tại Hà Nội và các chi cục kiểm ngư vùng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Tuy nhiên đối với 28 tỉnh ven biển thì luật thủy sản có quy định là tùy theo nhu cầu thì địa phương cần thành lập lực lượng kiểm ngư. Và đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC cũng như tình trạng vi phạm pháp luật về khai thác thủy sản tương đối nhiều, thì tôi nghĩ là các địa phương cần phải sớm thành lập cái lực lượng kiểm ngư để thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển. Đặc biệt là đối với kiểm tra, kiểm soát tại các cái cảng cá trước lúc tàu xuất bến đi khai thác thủy sản. Thì đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì bờ Việt Nam thì có bờ biển rất là dài, có 3 bờ biển dài 3.620 km và có rất là nhiều cái cảng cá cũng như là bến xuất phát để cho tàu trước lúc ra khơi. Thì nếu như địa phương chúng ta thành lập được lực lượng kiểm ngư thì công tác quản lý kiểm soát tàu cá ngay từ trong bờ
thì chúng ta có thể ngăn chặn được tàu cá vi phạm ở ngay từ trong bờ và góp phần cho công tác thực thi pháp luật thủy sản tốt hơn. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái kết quả quan trọng trong cái việc mà xử lý các cái vi phạm liên quan đến đánh bắt thủy hải sản của Việt Nam trong thời gian vừa qua hay không? Vâng, trong thời gian vừa qua thì lực lượng kiểm ngư cũng đã chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt là trong công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát thì chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm tra kiểm soát các cái khối tàu từ 15 mét trở lên hoạt động ở vùng khơi. Và qua công tác tuần tra thì phát hiện rất là nhiều lỗi vi phạm. Có một số lỗi vi phạm tương đối nghiêm trọng như là không có giấy phép khai thác thủy sản, không lắp thiết bị giám sát hành trình. Và đặc biệt là có một số tỉnh tương đối nhiều như là Cà Mau, Kiên Giang. Thì sau cái vấn đề mà chúng tôi tuần tra trên biển và phát hiện lỗi vi phạm này thì phân tích dữ liệu và lập biên bản và truy ngược vết của tàu này là đơn vị nào cho xuất bến, trước lúc xuất bến, và tổng hợp kết quả gửi về cho địa phương và chỉ đạo địa phương là phải phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và đặc biệt là các cái cảng cá để kiểm soát chặt chẽ tàu cá trước lúc ra khơi, đảm bảo quy định trước tàu cá trước lúc ra khơi là phải đầy đủ các trang thiết bị cũng như đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới cho xuất bến khai thác thủy sản. Hiện nay thì cơ chế chính sách cho lực lượng kiểm ngư thì vẫn còn khá nhiều bất cập. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn cho độc giả của Báo Nông nghiệp Việt Nam hiểu về cái vấn đề này không? Chính phủ ban hành nghị định số 12 là phủ định điều 63 của nghị định 26. Tuy nhiên là trong quá trình báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như được sự hỗ trợ của các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ, thì hiện nay chính sách của lực lượng kiểm ngư cũng cơ bản là đáp ứng được. Và bốn cái chế độ chính sách về phụ cấp đặc biệt khi đi biển cũng như thu hút thì cũng cơ bản đã được đáp ứng được cái hiện nay của lực lượng kiểm ngư. Ông Quốc có thể chia sẻ về những cái định hướng quan trọng sắp tới để chúng ta có thể phát triển được tổng thể lực lượng kiểm ngư? Thứ nhất là lực lượng kiểm ngư thì cần phải nâng cao cái năng lực chuyên ngành, đặc biệt là công tác tiếp cận lên tàu cá cũng như kỹ năng đi biển và xử lý vi phạm hành chính trên biển. Thì chúng ta biết rằng là đối với môi trường trên biển thì cực kỳ khắc nghiệt, yếu tố sóng to gió lớn và không dễ dàng gì khi chúng ta tiếp cận một cái tàu cá vi phạm. Thì đối với yếu tố này chúng ta cần phải đào tạo tập huấn nâng cao năng lực và cần phải có những cán bộ rất là có chuyên môn về kỹ thuật về khả năng đi biển. Vấn đề thứ hai là về kiến thức về luật pháp. Ở trên biển thì kiểm ngư không đơn thuần là phải tinh thông về luật pháp về thủy sản mà còn phải tinh thông về luật pháp về của các quốc gia và các nước trong khu vực, đặc biệt về luật hàng hải, rồi công ước luật biển 1982, rồi các quy tắc tránh va cũng như là các công ước mà Việt Nam là thành viên. Và nếu như trên biển có sự cố thì ngoài cái vấn đề tuần tra kiểm tra kiểm soát thì lực lượng kiểm ngư cũng phải sẵn sàng tham gia ứng phó, tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hoặc là tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vấn đề thứ ba là về cơ sở vật chất hạ tầng thì chúng tôi cũng đang định hướng là sẽ phát triển các cái chi đội kiểm ngư số 2, số 3, số 4 nâng lên thành cấp chi cục vùng và bổ sung vào văn bản pháp lý các cái thẩm quyền xử phạt đối với các cái cơ quan liên quan, thì từ đấy thì cũng sẽ nâng cao được năng lực kiểm ngư. Và cơ sở hạ tầng thì đối với đội tàu thì hiện tại thì đội tàu về cơ bản đã trang bị được tương đối đầy đủ, tuy nhiên cũng cần phải có nguồn lực để duy tu sửa chữa để tiếp tục thực hiện được cái nhiệm vụ chính trị mà rất là quan trọng, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà Việt Nam chúng ta đang bị gỡ thẻ vàng của cảnh báo thẻ vàng của EC. Xin cảm ơn ông Nguyễn Phú Quốc đã chia sẻ với chúng tôi về chủ đề chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa lực lượng kiểm ngư. Qua buổi trò chuyện với ông Nguyễn Phú Quốc ngày hôm nay, có thể khẳng định lực lượng kiểm ngư có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực thi pháp luật về thủy sản ở các vùng biển của Việt Nam. Hy vọng rằng với việc xây dựng đề án tổng thể phát triển lực lượng kiểm ngư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chúng ta có thể đề ra những quan điểm, định hướng và có nguồn lực đủ mạnh để xây dựng lực lượng kiểm ngư hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Một lần nữa, xin cảm ơn ông Nguyễn Phú Quốc đã tham gia buổi trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn khán giả Báo Nông nghiệp Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các chương trình sau.